Trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9, Sở Tài chính đã tổ chức diễn tập an ninh quốc phòng năm 2021. Dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh. Sở Tài chính thực hiện tổ chức diễn tập an ninh quốc phòng với đề mục dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài chính chuyển mọi hoạt động ngành tài chính từ thời bình sang thời chiến, động viên tiềm lực ngành tài chính phục vụ nhu cầu chiến tranh. Nội dung gồm chuyển mọi hoạt động của Sở Tài chính từ thời bình sang thời chiến và thực hành tác chiến phòng thủ, xử lý tình huống theo chức năng nhiệm vụ của Sở. Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Nguyễn Duy Hưng yêu cầu cán bộ Sở Tài chính cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập, nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần tích cực chủ động, đề ra các phương án biện pháp xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống theo đúng chức năng nhiệm vụ. Phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong suốt quá trình diễn tập. Thông qua diễn tập đã nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của Sở trong tham mưu với tỉnh về xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ, kịp thời phát hiện và chỉ ra những vấn đề mới để báo cáo, điều chỉnh, bổ sung vào nghị quyết và các văn bản quy phạm pháp luật sát với thực tế, tạo môi trường bồi dưỡng, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ công chức của Sở Tài chính trong việc xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh trong cả thời bình và thời chiến.